Những đứa trẻ tha thiết mong bố mẹ ly hôn. Dì ơi, dì bảo bố mẹ cháu ly hôn đi, cháu không chịu nổi nữa. Cô bé 13 tuổi oà khóc khi clip mẹ vì đánh ghen bị tung lên mạng xã hội. Bạn bè đấy gửi cho nhau xem. Còn cái thường được đưa ra làm lý do khi người lớn cố duy trì cuộc hôn nhân mà họ biết rõ là thất bại. Ai cũng muốn con mình có một gia đình đầy đủ để phát triển một cách lành mạnh và toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tâm lý. Nhiều phụ huynh có tuổi thơ buồn vui, tổn thương do bố mẹ ly dị càng biết tạm giữ cho con một mái nhà có đủ song thân, dù nơi đó không còn là tổ ấm đúng nghĩa. Nhưng trẻ con bây giờ rất khác. Sự thay đổi về nhiều mặt của đời sống xã hội khiến cách nhìn nhận của lớp trẻ đối với chuyện bố mẹ ly hôn không hề giống ngày xưa. Thậm chí rất nhiều đứa trẻ nghĩ sự chia tay của bố mẹ là giải pháp phù hợp nhất để mọi người có cuộc sống tốt hơn. Như đồng nghiệp của tôi thường phải xin nghỉ phép một ngày để an ủi đứa cháu gái đang đau khổ vì cuộc hôn nhân bế tắc của bố mẹ. Dù bố mẹ luôn cố giả vờ ổn trước mặt con gái, ngay từ tuổi lên 9, lên 10, cô bé đã đủ khôn để nhận biết hai người không hạnh phúc. Biết mẹ nhiều lần khóc hết nước mắt, hoặc giận dữ vất niên trước thói lăng nhăng ngoại tình của bố, biết bố xem thường, chia tay mẹ chỉ giỏi tiêu tiền và mua sắm. Nhiều lần bố mẹ đóng cửa cãi nhau, tưởng qua mặt được con, nhưng cô bé vẫn nghe được, không biết cả những lần mẹ cùng bạn bè săn lùng kiểu tam để đánh ghen. Cô bé từng thử nói chuyện thẳng thắn với từng người, nhưng bố chối bay chối biến, bảo trẻ con biết gì và từ chối trao đổi thêm. Còn với mẹ khi con gái hỏi sao không ly dị, bố đã nói rằng sẽ khi các con mà cố gắng chịu đựng, chỉ mong sau này con lớn đừng quên tấm lòng của mẹ. Chị không hề biết thông điệp ấy đã đè nặng lên tâm hồn con gái và gây đau khổ đến mức nào. Và khi biết mẹ đánh ghen lan truyền trên mạng, cô nữ sinh cảm thấy sụp đổ. Cục đầu trong lòng dì ruột, cô bé van xin dì thuyết phục bố mẹ ly hôn để chấm dứt sự dày vò. Tại sao họ không bỏ nhau hà gì? Còn không muốn thì con mà mẹ chịu khổ cả đời. Nếu mẹ và bố ly hôn, cả họ và chị em con đều đứng khổ. Người tiếp bài này cũng từng nghĩ, cha mẹ tốt thì nhất định phải giữ được hôn nhân chừng nào con cái chưa trưởng thành. Cho đến khi tình cờ nghe lỏng cuộc trò chuyện của con mình với nó mạng về chủ đề ly hôn. Hóa ra, trẻ em ngày nay có cái nhìn rất thoáng với chuyện này. Với chúng, ly hôn không phải là ngày tật thế của hạnh phúc gia đình. Và sau đâu, nhưng họ vẫn yêu thương tao và bản thân họ hạnh phúc. Cô bé hấp cùng lớp 8 với con gái tôi vay nói sau khi thông báo bố mẹ sắp chia tay. Nét mặt buồn buồn nhưng không có vẻ suy sụp hay khổ sở. Cậu bạn thân thì gật phù. Ừ, tao nghĩ mày sẽ ổn thôi. Anh họ tao cũng thế. Lúc đầu buồn nhưng sau lại nói. Từ lúc bố mẹ ly hôn tự nhiên ai cũng đỡ stress. Một trường hợp trẻ em tha thiết mong bố mẹ ly hôn khác mà tôi biết là hàng xóm cũ của tôi ở sát vách trong khu chung cư kiểu cũ. Tôi nhiều lần nghe cậu bé hấp lớp 10 vừa khóc vừa gào lên. Mẹ bỏ bố đi, mẹ tha cho bố đi, mẹ thiết đời ly hôn đi. Người đàn ông của gia đình ấy nhiều năm về trước bị bắt quả tang ngoại tình và được vợ tha thứ. Nhưng với người vợ, tha thứ chỉ có ý nghĩa là không đòi ly hôn. Và bao nhiêu năm qua chị chưa từng quên tội lỗi của chồng, thường xuyên nhắc nhở, đại diện và dùng nó để thao túng cái chị anh. Không khí độc hại bao trùm gia đình trong phần lớn thời gian. Người vợ luôn mắng nhiếc, dàn hát chồng, cư xử như một nữ bạo chúa trong khi không ngừng than thân trách phận. Đủ trẻ sợ mẹ và thương xót bố, nhưng chỉ cần tỏ ý bênh vực một chút thì phản ứng của người mẹ càng đáng sợ hơn. Chị vừa mắng vừa khóc, như thể con phải đồng lá với người chồng tội lỗi để cô lập và làm phụ chị. Mẹ đứa con đang chịu, nhưng khi lớn hơn thì cậu con trai lớn bắt đầu phản ứng mạnh và nhiều lần gào lên một cách mất kiểm soát như đã kể. Có khi cậu bé tâm sự với tôi, điều cậu khao khát mong đợi nhất là mẹ nghi dị bố, thì bố không bao giờ dám làm như vậy. Tiếp là người làm cha mẹ hiếm khi nghiêm túc lắng nghe để thực sự hiểu ý nghĩ mong muốn của con gái trong những vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân của mình. Họ cứ mặc định rằng bọn trẻ không thể chấp nhận cảnh bố mẹ chia lìa, không biết rằng với chúng bố mẹ bất hạnh tâm vết nhau còn đáng sợ hơn nhiều. Có lẽ trẻ em thời nay nhìn nhận cuộc sống một cách minh triết hơn, đơn giản nhưng đi vào thực chất, cái trung hướng đến là cảm giác an vui hạnh phúc chứ không phải là một tổ ấm chỉ tồn tại trên danh nghĩa.